Hơn và chia theo hạng cân nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có những nhân vật cực kỳ đặc biệt, ví dụ như Cát Tuyết Tuyết đó, một vận động viên thể hình trẻ và đã là đạt huy chương vàng châu Á nhở. Đây là một gọi là nhân vật tiêu biểu trong làng gậy trẻ lò xo đấy các bạn. Thành tích tốt nhất của Tuyên là gậy bao nhiêu điểm? Chấm hai á, chấm ba chứ, chấm ba á. Kẻ kẻ lúc nào bạn chứ? À, mới được 1.2 đúng gì? Ok, Tuyên là bao nhiêu cân? 75. Kẻ 1.2. Hôm nay là đã hết tiền lương chưa? Ôi dồi ôi, nhớ nhá, hôm nay 120 cân ấy, phần thưởng là 5 củ đấy. Đó các bạn ạ, Ca Tuyên nha sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất để ăn vải to nhất hôm nay. Đó là 5 triệu, bẻ 120 cân nha các bạn. Đó các bạn nha, trước khi mà chúng ta đến với giải kẻ lò xo thì bây giờ có một nhân vật cực kỳ khủng ở trong kia. Thấy to to không? Thấy ai to to kia? Đó, anh Boy. Đây là Thế Dân 1m62 và đứng cạnh anh Boy. Hôm nay anh định ăn giải bao tiền? Nói chung là hôm nay tùy tùy sức của mình. Tùy sức của mình. Hiện tại cũng yếu yếu. À, yếu yếu. Yeah, đây, yếu đây. Đây định nghĩa của yếu nha các bạn nha. Anh Voi rất là yếu, không khỏe đâu. Mực to to này nhỏ lắm, không to ăn đâu. Sợ vào đây nhiều quái vật quá. Hôm nay có một sự kiện cực kỳ đặc biệt ở Đắk Lắk, đó chính là giải bẻ lò xo chính thức đầu tiên. Giải này mặc dù trời đang mưa nhưng quy tụ rất nhiều anh em từ cách đây cả 80 cây số hoặc cả từ tỉnh khác 170 cây số cũng đến đây để tham gia, và tổng giải thưởng hôm nay lên đến 50 triệu đồng với các giải bẻ 80 cân cho tỷ 100.000, 100 cân cho tỷ 500.000, 110 cân cho tỷ 2 củ và 120 cân cho tỷ 5 củ. Không chỉ dừng lại thế, chúng ta vẫn còn cây huyết long đao 130 cân nha. Các bạn hãy đón chờ xem ai sẽ là người chinh phục nó và mức thưởng sẽ là bao nhiêu tiền. Đây à, tất cả các bảo khí, đồ long đao, huyết long đao là dành cho anh em ở hết đây. Đó. Em thấy là một tờ này là đã 50 người rồi. Không biết là anh em vẫn còn đăng ký ngoài kia chưa? Ok, đây chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Và ai ăn được huyết long đao 120 cân thì sẽ được với giải thưởng là 5 triệu đồng. Và chúng ta sẽ bắt đầu chính thức khai huyết long đao ngay tại đây nhá. Nào, huyết long đao chính là ta hôm nay sẽ có 3 mức là 80, 100 và 120, tương ứng với 100.000, 500.000 và 5 triệu nha các bạn. Và mọi người sẽ chọn chơi mức 80 được 100.000. Nếu các bạn muốn chơi lên mức 100.000 để lấy 500 thì chúng ta phải bỏ lại cái 100.000 trước đó. Ok, anh em đã nắm rõ luôn thế nào? Tôi xin lên một cái gọi là cái nhiệt tự nhiệt huyết thế nào? Mở giải bẻ lò xo tại Long Chiên. Ok, xin chúc mừng 500.000 nha. Ok, đây, xin chúc mừng anh Nguyễn Văn Vũ đến từ Lâm Đồng. 80 cân. Bắt đầu vào bước. Bạn có 2 đứa. Ok, rồi đây, mấy bạn này ăn gì cả.
80 à? Chơi được 100 là về có 10 người yêu luôn. Chơi đi. Cố lên quay. Vào. Đưa nào. Vào đưa. Tốt. Tuyệt vời. 100 nghìn hay là 500 nghìn? 100 nghìn. Ok. Mình là người chiến thắng là được. 100 nghìn. 100 nghìn cũng là người chiến thắng rồi. Một bạn học sinh phổ thông nhá. Phải nào to hơn. 100 cân. Anh chơi em hỏi là anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 24 rồi. Cái gì? 24 hay là ngược lại? 40 tuổi rồi các bạn. Nhưng mà anh đang bắt là đang máu nha, máu thể thao nên là ok. Chắc là pin phách. Pin đáp không tả. Đến nào. Rồi lên đây. Cùi đâu xuống. Đúng rồi. Không được. Không được. Nhưng mà rất là mình nói rồi. Ôi. Em bao nhiêu? Lớp 7. Lớp 8. Lớp 8. Rồi. 80 hả? 80. Ok. 100 không? Ok. Tuyệt vời. Bạn lĩnh đây. Bạn lĩnh đây. Một học sinh trung học phổ thông nha. Đấy, tuyệt vời luôn. Ăn rồi. Đứng lên được không? Có đứng lên được không? Có đứng lên được không? Quá đáng tiếc. Quá khỏe. Ok rồi đó. Cảm ơn rất là nhiều nha. Anh em nào Nguyễn, anh Vũ nào? Ôi dồi ôi, sợ bao thế. Chơi 100 luôn à? À, được. Một thanh thiếu niên trung học cơ sở. Chơi đồ long đao 100 cân và còn to hơn cả thế dân luôn. Đi ra tìm cái cây ghi ra. Trời ơi. Ok, xin chúc mừng. Ok. Với giải đồ long đao 500 nghìn nha. Đây, xin mời. Rất là nhiều người biết được trước mình nha. Chơi. Giữ luôn rồi, đứng hình luôn rồi. Đứng hình luôn rồi. Rất chào mừng anh em buổi sau sẽ phục thù nhá. Đó các bạn ạ, à, các bạn có thể nhìn thấy cái sức nóng của lò xo ở đây và có vẻ nó không còn là một giải phong trào rồi, chuẩn bị lên tầm cỡ rồi đấy anh ạ. Tiếp theo là bạn Thôi Go. 500 nghìn thuộc về anh nào? Anh em vàng luôn. 110. Ok. Ok, bỏ 500 để lấy sức mạnh. Cố lên. Anh luôn 80 cân. Ôi. Ôi. Lên 100 cân ông anh. Chơi đi. Chơi. Đang có thêm một thảo hán. Anh Nguyễn, anh bạn thành công đã có ở đây chưa? Ok. Sau anh bạn thành công là anh Phạm Văn Lương. Một hảo hán nhá, 110, 2 triệu. Liệu có thêm người ăn được giải 110 không nào? Mọi người ơi, mọi người cổ vũ cho anh Y Tinh nhá. Lên em ơi. Vô. Cố lên. Không được. Nhưng mà rất là khỏe rồi các bạn. Đây là bao nhiêu? 80%. 100 ký ạ. 2 triệu. Nghe chưa? Chỉ cần vui là chính. Vui là chính. Mọi người cho một tràng vỗ tay nhá. Lên 110 ký rồi mọi người ơi. Cố lên. Không sao. Nhưng mà bạn rất là bạn lớn nha. 110. À đúng. 110, 2 triệu. Và có một lần thử duy nhất đã có người một gọi là một hảo hán ở đây rồi đấy. Chúc mừng bạn Tinh Vân đã chơi được nước lông đầu 110 cân và chơi được 2 triệu đồng.
giờ mình thấy là những người ăn phải toàn là anh em lao động thôi. Chứ mấy anh em tập gym là chưa thấy ăn được giải nhiều nhiều đâu. Đó, nên là anh em đừng có thấy là anh em lao động mà okay, là cái nhỏ con mà yếu nhá, cực kỳ khỏe đấy. Nếu mà các bạn muốn mang này về tập luyện và ăn phải của Thế Thân thì đồ long đao dưới link mô tả nhá. Cá tuyên nhá. Ok, cá tuyên là bảo viên của Thế Hình. Người gái. Ok, anh em ơi. Rồi, đi vô địch thể hình huy chương vàng châu Á nha các bạn nhá. 100 bước, 2 triệu. Cá tuyên, chơi. Rồi, ok. 5 triệu nha anh ơi. 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu. Bây giờ Cát Tiên sẽ chấp nhận bỏ 2 triệu để thử thách. 2 triệu đâu? Lấy 5 triệu. 2 triệu đâu? 2 triệu mà nhà tới 5 triệu đâu? Rất là vui nha. Ok, game rất là vui. 120 cân nha. Cát Tiên 5 triệu. Người đầu tiên trong buổi tối hôm nay sẽ ăn được 5 triệu. Có thể là Cát Tiên không? Cố lên. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh bạn ơi. Cố lên em, cố lên. Đứng lên luôn nào. Lần đầu tiên, người đầu tiên 5 triệu nha. Đây, 5 củ cho Cá Tiên. Tuyệt vời. Mọi người cùng chúc mừng anh Cá Tiên nhận 5 triệu đi. Các bạn ơi, chúng ta có một nhân vật khủng bố nữa. Mời anh. 1, 2, rồi. Biển tay, hổ, lắc, lắc. 120 cân nha. 120 cân nha cả nhà ơi. Ok, đây là tăng lên trực tiếp. Một cơ hội duy nhất. Và hổ lắc lắc. Và sau khi cây 120 cân đã có chủ nhân và bị chinh phục, bắt đầu có một cao thủ xuất hiện và yêu cầu chơi 130 cân. 130 luôn anh em nhá. Đó, 130 cân. Sẵn sàng lấy 10 triệu chơi. Một lần, chỉ một lần duy nhất. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Anh em bảo là anh Tommy cho em ra bỏ ví. Bây giờ anh Tommy làm lần nữa luôn. Làm lần nữa. Bây giờ Tommy sẽ phải hết lại cái 30. Được rồi. Anh Tiêu, biệt danh Tommy. Một lò sao thủ mới nổi. Ta cũng là lò sao thủ khỏe nhất đến bây giờ nếu mà không tính các ban tổ chức. Anh Tommy chỉ tẻ nữa để muốn tiểu tiên cho anh em thôi. Vô. Vô. Tommy mày ơi. Làm lại cái nữa cho nó ngọt nè. Làm cái nữa thêm một chút. Đánh chín luôn. Nào. Nào, 3, 2, 1, chơi. Rồi. Mời đồng ý. Sao rồi. Này các bạn. Tức dây luôn. Anh Tôn Mì là trước đây ấy, 100 vỏ anh ấy còn không bẻ được. Nhưng mà nhờ tập luyện, nỗ lực cố gắng hàng ngày, sau một tháng chơi luôn 130. Rồi, nghe trao thưởng cho Tommy. Trao thưởng đây Tommy, 10 triệu. Quá khỏe. Làm được. Ôi, 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 đây, solo đây. Solo. Bài, vô lương thôi. Nếu mà hàng cân thì mỗi lần thì mỗi nặng hơn. Nặng hơn, nhưng mà bẻ kiểu như vậy. Đá lát mình khỏe đúng không? Đá lát mình quá khỏe luôn. Đây nè, bây giờ mình xác nhận cho mọi người nha. Bẻ theo cách của Voi, chưa ai làm được ở Việt Nam. Kể cả Tommy khỏe như thế nha, chưa bẻ được. Vậy nên là bẻ theo cách của Voi mọi người nghĩ là đơn giản đúng không? Rất khó.
mẹ không được đó, rất khó. Ok. Ốp đã. Mẹ liên tục bao nhiêu lần? Thôi nổi vào được. Đã vào được. Ơi, cái gì đây? Ôi khổ, Đắk Lắk vừa bẻ 130 cân này. Nhưng mà bạn hồi nãy không dám, không dám. 5 triệu để lấy 10 triệu. Tiếc chưa? Quan trọng á, bạn là giải tiếc chưa? Hồ Đắk Lắk tiếc chưa? Đây là nhân vật chính ngày hôm nay đã chinh phục được 130 thông minh. 130, 10 đến 10 củ nhỉ? Hôm nay là đang rất là hot. Hầu như những người hiện tại ở đó Đắk Lắk là 3 người rồi đúng không? 3 người bẻ huyết lúc nào? Bây giờ đây là hổ Đắk Lắk này, Đông Mì bẻ huyết lúc nào này. Và voi Đắk Lắk nha, đó các anh em Đắk Lắk ở đây cực kỳ khỏe và có một thể chất tuyệt vời. Hẹn anh em ở giải bẻ lò xo lần sau nha. Bây giờ thì em có mua lò xo rồi.